Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hola. Xin chào. Ngày hôm nay thì mình xuống dưới nhà chị Vivi và đưa toàn bộ cái dụng cụ của mọi người, bay xóa rồi cuộc xẻng các kiểu xuống đây để bắt đầu tiến hành cái công việc xây hàng rào cho nhà chị Vivi này. Đấy, cát thì mình cũng có chở xuống đây đây này. Đấy. Hôm trước thì mình cũng tính là xây bằng vừa đất, nhưng mà thôi giờ mình xây bằng cái cát này chứ đất ở đấy nó cũng không có để mà xây ấy. Nó còn phải chở đất xuống dưới này nó mất công, còn xây cát với xí cho nó chắc chắn luôn. Đấy. Mình thì mình chở cát xuống đấy cách đây mấy hôm rồi. Nhưng mà ngày hôm qua thì mình đăng cái video lên thì cũng có một vị khán giả có nói mình là thế này thế nọ. Đối với bản thân mình thì nói sao cũng được, nhưng mà đấy là cái tâm huyết của rất nhiều mạnh thường quân, không chỉ riêng mỗi mình đấy. Cho nên là nếu mà mình làm không đúng thì cũng mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi, chứ cũng đừng có nặng lời với mình hay là nặng lời với các mạnh thường quân quá nhá. Đấy, cát thì mình chở mấy hôm đấy rồi, là cái cát này là dùng sẽ dùng để áo và xây nhà luôn đấy. Đã bỏ lấy vào material là đến rồi á. Thì mình cô. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Thì mình cô là bây giờ cái công việc của anh ấy là đi làm cái tấm này mọi người này. Cái tấm này là đặt như thế này là chai. À xinh đấy. Ồ à xinh. À xinh mềm. Đấy. Là một cái chậu ở đây nữa là cứ bỏ lên đấy là chai vào trong này này. Quần áo bên này cha thì khá là sạch ấy, nhưng mà nó cũng là nhanh hỏng lắm, rất là nhanh hỏng luôn. Kiểu cha vào cái tấm này này, ISO vende quanto? ISO vende 2000. 2000? Sim. Ganhamos e tu? Não. ISO faz quanto tempo? Fiz mesmo hoje, não demora, duas horas já faz essa cara. Uau, 2 horas tem 2000. Sim, sim. Dia de pode ganhar 4000. Sim. Ai. Một ngày mà chịu khó làm thì nói chung là cũng được 4-6 nghìn đấy. Một cái tấm này anh bảo làm 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng chắc là lúc đục đèo thôi, còn cái công chặt thì anh chưa tính vào để Isu bông 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 madeira. Sim, boa madeira. Yeah, ta fish. Vivi. Bala bala. Bala bala cha Alexi. Bate kuli. Tudo bala, né? Tu fala tudo bala, tia Alexi. Sim, yeah, hoje eu trouxe mais material aqui. Né? Tá, amanhã tá vou começar já a fazer levantamento. Tá bem, tia Alexi. Tá bem, agora triste assim. Nada, não tô triste, tô mesmo alegre, não tô triste. Tá. O Vidigal tá onde? O Vidigal foi com um primo aqui que vive aqui. É de quem? O Alegria. É. Sim, foi lá acompanhando. Yeah. Não, não tô triste. Isso é repolho? Sim, sim. Nova coisa? Para amanhã. É, yeah, para tudo, sim, coisa. Sim. Está. Leva. Fica aqui. Não estou triste, estou mesmo bem alegre. Mesmo... Ở đây có cái phân sân này nè mọi người. Nè, cứ đá lùm trộm này này. Đấy là chỉ tự ý, chỉ bỏ vào ấy chứ không phải là mình bảo là chỉ bỏ vào đấy đâu. Đấy, lùm trộm như thế này nhưng mà... Cái này thì mình với cả cô Loan cũng có thống nhất là sau này là khi mà mình làm xong cái hàng rào này rồi thì mình sẽ gọi là làng luôn phân nền đấy nha mọi người, để cho nó trơn tru, chỉ đi lại cho nó sạch sẽ, nó khỏi bị đau cái đầu gối này này. Cái này thì mình cũng là tính trước rồi ấy, chứ không phải là đợi đến khi mọi người nhắc nhở nữa đâu. Cái này mình tính trước rồi, nhưng mà kiểu mình phải chơi được kiểu chơi xây xong rồi mình làng luôn một lượt đây cho nó sạch sẽ, chứ bây giờ làng xong rồi mình làm cả cái công việc ở đấy nó không hợp lý lắm á mọi người. Đấy. Yeah. Material eu trazer aqui á. Hôm trước thì mình cũng có chia sẻ với tất cả quý vị khán giả là cô Loan cô sẽ đồng hành cùng mình trong cái công việc gọi là xây hàng tường rào với cả là đổ nền ở đấy này. Thì hôm trước cô cũng có dặn mình là khi mà làm cái công việc ở dưới này thì cô sẽ hỗ trợ về cái thực phẩm và lương thực phẩm để cho công nhân thờ hồ ăn đó mọi người. Đấy. Thì ngày hôm nay thì mình cũng có mua xuống đấy là một bó gạo này, rồi thì mua cà khô này, rồi dầu ăn này. Ngoài ra thì rau rửa thì nói chung là ở trên mình thì tha hồ mình sẽ cung cấp gọi là ngày nào mình cũng có để cung cấp cho chị ấy. Đấy. Hola. Sim, tia Alexi. Amanhã vai começar levantamento.
tá bem? Tá bem, tá. Então, hoje pode ser, se tem, dá para chamar o aviso, aquele feia, já? Sim, sim, avisei a feia. Amanhã vem ajudar você a cozinhar, já? Tá, tá bem, que Alex, tá bem. Amanhã vou coisar. Quando me ligar, eu vi, vou ir lá avisar para ela vir me ajudar a cozinhar. Sim, sim. Você anda assim, não dói? Não. Aquele dia não mete isso, você mete, anda mais dói. Não, isso aqui não dói, eu meti aqui assim, através da lama. Aqui, como esse tudo é muito longo. Sim, então meti aqui para proteger a lama. Yeah. Que eu meti aqui essa terra. Hôm nay đi xuống dưới này thì mình đi vội đi vang nên là quên mua một bao than rồi mọi người ạ. Đấy, chút nữa là mình đưa tiền cho chị mua bao than thôi. Tá bom. Cảm ơn chị Alex. Có mấy cái. Dạ. Đấy, bữa nay mình xuống dưới này bao nhiêu người biết mình đấy. À, sao biết cái? Tira fio ya. Ờ, tira... Nato, tira só coisa. Fita métrica lá dentro. Postou agora, tem que ir fora, já? Ele não tá vendo, fica mesmo assim. Fora, fora. Depois ele se quer cortar, ele corta. Sim. Entendeu? Sim, sim. Pega aqui ainda, velho. Você puxa lá, velho. Hôm nay là mình đo đạc cho các bạn ấy, là ngày mai các bạn ấy tiến hành làm. Tại bữa nay là chiều rồi ấy. Amanhã talvez começa a coisa, chumpar aqui com aquela pedra, tá vendo? Fazer caboclo aqui, com levantar com cimento, tá vendo? Depois acabar aqui, né? Começa a levantar aqui, chega aqui, onde é marcar? Aqui chega aqui, né? Limite é aqui, né? Ok. Para no coisa, depois assim você fazer já coisa do puma ela. Ah, entendeu? Sim. Não é direito assim. Fazer já, meter já coisa, meter já adobe aqui para também seguir aqui, tá vendo? Outro também assim, já. Ok. Para ele ficar duro, senão vai só direito assim, ele vai cair, entendeu? Sim. Já. E, entendeu? Sim. Aqui também. Aqui também, já. Ok. Sim, sim. Vai, aqui também levantar, também fazer a mesma coisa, já. Tá bem, sim. Isso eu vou dar mais coisa, mas aqui. Aqui, quando levantar, levanta aqui, se, só chega aqui, hein? Onde está? Aqui. 1,50m, né? 80. 1,80m? Não, 80. 80 chega aqui. Tá bem. Assim, só direita aqui, porque aqui vai fazer portal. Já? Sim, sim. Entendeu? Sim, entendi. Só direita assim, já? Sim, sim. Tá fixe? Aqui também. Aqui também fazer, também vai bem assim. Adobe pode fazer assim, fazer descarga. Quando levantar, descarga, né? Sim. Escara, né? Sim, sim. Entendeu? Não, só ainda não vai fazer quatro. Ah, isso aí. Só muro de quintal só, entendeu? Sim. Yeah. Agora aquele pode levantar. Yeah? Isso levanta ainda. Cái mặt trước này thì hơi rắc rối một chút mọi người này, tại vì là cái phần này là mình muốn là sau này có cái cửa sổ đấy mà để mà chỉ bán ngay cái chỗ này luôn này, ngay cái cửa sổ này, nhưng mà giờ mà mình xây cái tường, tận dụng cái tường này làm cái phòng luôn này, nhưng mà bây giờ kiểu như là mình xây lên như thế này, xây tường lên thì mình chưa có cái cửa sổ thì người ta lại vẫn vào được ấy. Đấy, nó hơi rắc rối chỗ này một chút. Thôi mình sẽ xây lên mình chờ luôn đi. Cái số xinh của fiada. Sim. Cinco fiadas, depois fazer uma janela grande. Sim, sim, tá vendo? Fazer só primeiro fazer caboclo, cavar o caboclo, fazer já caboclo, tá vendo? Sim, sim. Depois quando na hora eu chegar também vamos coisa. Tá bem. Mas já entendeu falar? Sim, sim, já. Entender? Sim, entender sim. Como fala? Repetir. Aí vai rolar, já chacar, né, mangue? Primeiro, vamos encher aqui. Encher um pouco. Com pedra. Pedra e cimento.
Sim. Depois bloco adobe, pode seguir lá em cima, isso. Aqui lá embaixo uma adobe. Sim, sim. Aqui lá embaixo você cavar para ficar igual nível do isso, entende? Sim. Primeiro fiada. Segunda fiada apanhar com essa lá em cima, entende? Entende? Sim, entendeu, sim. É. Já? Sim. Continua, continua tudo, continua lá. Aqui também, fazer tipo você fazer divisão do quarto, entende? Sim, entende. Já? Yeah? Sim, sim. Já. Yeah. Mamá, tudo bala? Hoje tem muita coisa. Tá saindo cascar? Já tem coisa, já tá cascar? Já. Já? Tá onde? Tá em casa. Ah, tá em casa. Amanhã vi mais aqui? Eu tá vivo mesmo aqui. Amanhã vai vir aqui? Amanhã vai vir aqui, tampa lá aqui, tampa lá minha casa aí atrás. Atrás? É. Yeah, amanhã atrás é aquele eu ver, yeah? Eu comprar, já? Tá aí, tá seu. Tá, vamos cá. Yeah, amanhã, amanhã. Agora eu ocupado, eu e ainda. Amanhã? Yeah, amanhã me conta aqui. Já, yeah, já. Yeah. Entendeu? Sim, entendeu. Primeiro, aquele também fazer direito, já? Fazer quadrado. Sim, sim. Quadrado assim? Sim. Isso. 80. Amanhã. Amanhã fica fio lá, tá bem? Para ficar direito também, já? Sim. Aí, hôm nói chung là chiều hôm nay thì mình cũng đã đo đạc cho các bạn ấy đây. Là ngày mai chỉ có căng dây nữa thôi mọi người. Mình đã cắm cọc này, cắm cọc lấy gốc vuông rồi. Nói chung là ngày mai là chỉ có kéo dây lên nữa là các bạn ấy là sẽ xây. Chỗ này thì mình chưa xây cả cái phong đâu, phong toilet với cả là đô mình chưa xây đâu mọi người. Mình chỉ có xây cái bức tường này này, nhưng mà kiểu như là có những cái bức tường mà chia phong ra thì mình cũng phải cấu gạch vào luôn này để cho cái tường rào này nó chắc chắn đấy, nó cấu gạch vào thì nó chắc chắn hơn đấy. Với cả sau này nếu mà mình có xây phong ấy thì nó sẽ không phải đập đi để mà xây lại ấy. Đấy, đã phải ấy ra đây luôn. Có nói với cả bạn đấy, chứ ngày mai là cả bạn tới chỉ có làm thôi. Bởi vì là mình đi, mình thường xuyên là buổi sáng là mình rất là bận luôn. Nên là không có thời gian để mà xuống đây. Nên là cũng phải dặn dò với cả bạn trước ấy. Nếu như mà có anh Chikitu ấy, thì mình nói với anh ấy thì dễ hơn. Nhưng mà đợt này anh đang bị đau chân ấy. Nên là mấy bạn đấy là kiểu như là không cứng bằng anh Chikitu ấy. Nên là mình cũng phải dặn đi dặn lại mọi người. Đấy. Tira so saco arroz y cosas ahí, ¿ya? Ahora sí, ahorita la. ¿A qué le pese dentro? ¿A qué le pese dentro? Pese con óleo, ¿ya? Ngày hôm nay là mình cũng mua gạo rồi dầu ăn rồi cà khô đồ này, nói chung là lương thực thực phẩm ấy của cô Loan cô có gửi cho CVV để trong cái quá trình mình xây dựng cái tường rào làm những công trình ở đấy thì nhà chị VV cũng có cái để mà có lương thực thực phẩm để mà cung cấp cho thơ ấy, thơ thầy ấy. Ô Lưu Tam ấy ra lên vô, không biết là có hiểu không, mà bây giờ đang nắm chiếu ấy. Entendeu não entende senhor? Hả? Aqui amanhã só para construir até 80. Ah. Agora aqui, ele vem, mas começa assim... Descai? Já? Descai. Tá bom. Amanhã, cimento mistura aqui, né? Já? Tá bem. Aqui já tem coisa mistura aqui, panal sujo, entende? Sim. Agora e depois pede falar com o Fimingo. Tá bem. Já? Sim. Xi măng đô là mình cũng có mua đấy. Đấy, cứ mình đi đưa xuống đây là ít thôi. Cứ mỗi lần là mình xuống mình mua một ít xuống thôi chứ nhà chỉ cũng chật đấy, không có chỗ để ấy, mọi người. Yeah. Yeah. Isso comida de quem? Qual? Isso de quem é isso? Ah, é daquela moça que estava aqui com a bebê dela. Ela é que trouxe. Tá bem, isso vai sim. Vai sim, comida, tudo isso com o Luan com comprar, entende? Comprar depois você fala pra cozinhar para mestre comer, tá bem? Tá bem, Alex.
Entendeu? Entendi, só entendi mesmo. Isso, né? Cô Loan thì cô cũng có nhờ mình mua lương thực thực phẩm đấy này, nào là gạo này, dầu ăn này, cá khô này, đấy. Cá khô rồi còn cái rau củ thì ở thế nhà mình có, mình đưa xuống cho chị luôn. Đây là rau bắp cải, repol. Sim, sim, gia đình. Gạo thì mình mua đây này. Đấy, ngoài ra thì cô Loan cô cũng có gửi cho chị VV là 20.000 tiền quan giá đấy. Đấy là mình sẽ đưa cho chị VV luôn để vào trong cái thời gian này là có mua thêm cái gì ấy, mua thêm cái đồ đoan gì thì chị có tiền để chị mua ấy. Cái tiền này thì có lẽ là mình sẽ thả cái tem này xuống ấy mọi người. Hơi tối, hôm nay mình xuống đây đi cả làm buồn ấy nên là hơi tối một chút. Ê, bonito. Fala obrigado, papá. Te Alex. Fala obrigado, te Alex. Isso dinheiro você guarda coisa. Agora e depois preciso qual é coisa comprar. Tá bem, já li. Isso depois comprar uma de saco de cimento. Não, cimento eu vou trazer. Carvão para cozinhar, já? Tá, tá. Depois falar feia comprar, já? Tá. Eu hoje que sim, passando barraça que sim. Tá muito pressa, vem aqui, por isso coisa. Sim, sim, tá bem, já li, muito obrigada. Obrigada pelo apoio que vocês têm por mim, obrigada pela força mesmo. Muito obrigada mesmo, não sei como agradecer. Eu sempre agradeço de corpo e alma, de coração aberto. Eu não estou triste. Estou assim um bocado... A mente está assim um bocado confusão, porque o Finigol, que a Alexi, que a Mimi, o povo vietnamita que está me ouvindo, meu irmão não está bem de cabeça. Ele fala coisas com coisa e, epa, com isso, que aquilo que ele está a falar, então a minha mente está um bocado confusa, mas não tem nada pelo apoio que vocês têm por mim, não tem como ficar triste. Estou mesmo muito e muito alegre, muito obrigada mesmo pelo apoio, pela força que vocês têm por mim, de corpo e alma, de coração aberto. Muito obrigada mesmo, muito obrigada, tia, tia Alexi, tia minha. Nói chung là anh Flamingo thì anh cũng là giờ nắng giờ mưa mọi người. Lúc thế này lúc thế kia mình cũng không hiểu anh là người như thế nào luôn đấy. Dạ. Ta sai hòn đấy. Quá là amigo. Anh tao à khi Irama, você não acompanha com Irama, agora com acompanhar com amigo. Irama agora fica a casa, não tem pessoa, não tem amigo para brincar. Irama não brincar com Irama, agora ir brincar com coisa. Fica aqui, amanhã fica ajuda mais, já? Sim. Todo dia sim, sim, não ir. Outro dia eu venho eu bater. Ouvi? Sim. Ah, não é suor, não é dito, é. Mas o tio Alex, um dia, quando vim me encontrar, pode ele bater, porque ainda ontem, porque ele meti na explicação, só para ele ir na explicação, foi um calor. Ele bati com uma mangueira nas pernas, mesmo que tá andando, até lá, na explicação. Assim mesmo? Sim. Ontem mesmo eu lhe bati. Você é muito mal, já? Ai, já, agora dá dinheiro, né? Sim, sim. Não dá a pessoa saber. Né? Não. Tudo isso, né? Vou dar uma, depois cozinhar bem para a mestre, já? Tá bem. Alex, vamos cozinhar bem para os mestres. Isso, tudo isso é Coluana Zura, né? Sim, sim. Aquele cimento, arrear, coisa levantar assim, também tudo Coluana Zura. Tá bem, muito obrigada, tá bem. Olá, Camon Coluane. Camon Coluane. Camon Coluane. Muito obrigada mesmo, tia Coluane. Camon Coluane. Muito obrigada mesmo pelo apoio que você tem por mim. Não só você, mas sim todos. Eu agradeço-vos de corpo e alma. Muito obrigada mesmo. Não sei como agradecer. Estou muito feliz.
muito e muito feliz mesmo. Muito obrigada. Que yeah. Deus te ouça. Tá bom. Agora só. Agora coisa, tá? Sim, sim. Mình đi ra ngoài này một chút nha mọi người. Trong này bây giờ nó tối ấy, vẫn chưa có điện ấy. Tá tudo? Tá tudo, chefe. Lembra, lembra? Sim, sim, lembra. Amanhã começa a fazer sim, sim, cedo, já? Sim, sim. Amanhã, amanhã eles vão já me encontrar aqui. Sim. Só artisca coisa, depois levanta. Amanhã eu também venho aqui pouco tarde, mas é ouvir. Sabe para saber, já? Sim. Já entender tudo o que eu ia falar? Sim, sim. Cabade? Rapaz, já entender tudo o que eu ia falar? Sim, já entendi. Aqui sim. Já, sim. Já, tipo coisa, fazer coisa. Sim, tudo. Isso não precisa pilar, você fazer igual fazer casa no canto só, igual assim, no man, pilar não, mas aqui, aí pode fazer pilar, já? Sim. Assim também não precisa. Sim. Não precisa, porque aí também tem a parede depois. Você aqui também fazer aquele, quando chegar aqui também fazer essa coisa, isso aí. Sim. Entendeu? Entende? Descai assim. Já? Vivi! Tá te chamando. Assim já tô aí, já? Sim, sim. O Neco que vai de afão. Vem fazer chão. Essa é a bonita. Obrigado, tia Alex. Essa é a bonita, hein? Fala assim, tia Alex. Essa é a bonita. Já. Tô aí, já? Tá bem, tia Alex. Assim amanhã começa a fazer. Sim, começa amanhã. Bây giờ thì muốn nói nên là mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào.